Chào các bạn, rất vui hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia chúng tôi tới chỗ vườn anh Tuấn Thầy Chùa ở trong Thanh Hóa. Thì ở đây anh có một cái bể đá cổ dòng mini. Cái bể này thì là cái miệng loe và dưới côn dần xuống thu xuống chân. Hoa văn thì các mặt đây, đây là một mặt này. Đây các bạn nhìn. Mặt này cũng có các bạn. Đó. Mặt này. Bốn mặt thì có hoa văn. Nói chung hoa văn khác, khá nông. Đây có thành loè này. Lòng đây. Hoa văn nhất là cái vùng này là hoa cúc các bạn. Cúc. Bên này xem nào. Các bạn nhìn thấy nó là cái gì? Không rõ, nó cứ mờ. Này cũng là hoa cúc. Vùng này thế là đục đối xứng rồi. Mai đúng không? Đây vùng này hoa mai. Nếu thế thì đằng sau cũng là hoa mai. Tôi đoán vậy. Cái này nó mở quá, nhìn không rõ. Đấy, cái bể này mà dạng bể mini này, các bạn có cây hoàn thiện dòng mini trồng để ở bàn uống nước thì cực kỳ chất. Rồi. Nếu các bạn quan tâm đến bể đá thì mời đến vườn anh Tuấn Thầy Chùa ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội hoặc là trong Thanh Hóa. Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm Trầm Hương, mời các bạn tham khảo trên website hoanggia.vn, hojita.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.